Yeah, your boy lost one. Yeah, discipline. Eat MC. Haha, featuring. But you know, you know. Yeah, your boy. Boy. Your boy. Your boy. Your boy. You're visible. You can read it, man. You just can read it. Bong, something, you know, something like that. Those productions over there. Yes, sir. Có một vùng rất là nhỏ. Có một thằng ngồi cạnh cái to. Đến một ngày nó gặp được ánh mặt trời nhẹ nhàng dịu dàng chiếu vào chính nó chợt tình và nó biết rằng đó là người mà ngày ngày vẫn chờ mong. Nên nhiều lần nó ngồi học và bất thình lình nó lại chợt nhớ đến ai. Thấy người đẹp là hai mắt hoa lên, tay chân long ngầm chẳng thể làm gì. Đã nhiều lần nó cố nhắn tin nhưng cũng chẳng thấy có xem chút tiến triển nào. Nào vẫn mong vẫn ngóng trông, vẫn thương người và nhớ mong, vẫn hy vọng là em sẽ đến đêm. Nhưng hình như là phi công, em vẫn chẳng thèm chủ động nhắn cho dù là một dòng tin nhắn leo queo. Oh oh oh, let's go. Nó buồn rầu, nó mệt nhoài, nó nghĩ rằng chẳng qua mình chẳng có gì hay. Nó thẫn thờ, nó thù lù, nó lặng thầm tâm một mình giữ niềm đau. Đến một hồi nó biết rằng nó chẳng thể vì nàng đã có người thương mắt chặt chẽ và giữ trong lòng và chẳng thể nào trực trào ra khỏi tim. Nó bỏ cuộc, nó biết đã thua, nó biết nó sai khi đã chẳng thể nào được. Có làm gì khi cô ấy yêu ai, cô ấy mến ai, nó cũng chẳng có liên quan. Chẳng có liên quan. Chẳng có liên quan. Chẳng có liên quan. Your boy's chocolate one. He be chocolate on. He's the awesomest ever. His name is Nguyen Quan. I don't know his name. Nope. Man, it's Vietnamese. What? What we doing is the three amigos. That's indeed. Yes, indeed. It's me. You know we greedy with the need. Get it. We giving the money to women. Chocolate one, oh, yeah. We happy, nah, y'all is just crappin', rappin'. We get it snappy, the snap, snap, and rappin'. Nó vẫn mong vẫn ngóng trông, vẫn thương muốn vẫn nhớ mong, vẫn hy vọng là em sẽ để ý đến. Nhưng hình như là phi công, em vẫn chẳng thèm chú đông. Nhanh chân cũng là một dòng tin nhớ leo queo. Yeah, he gets it all, now go. Đến một hồi có một tối xinh tươi, nó có tin nhắn khi nó đang thấy muộn. Nó bồi hồi và nó thấy tôi sao. Nó thấy lao đao khi biết tên của em. Oh. Yeah. Get it up, get it up. So it goes. Yeah, the chocolate one. He got it on his one. He got it going on with his chocolate one. Chúng mình yêu nhau nhé anh. Đó là nội dung tin nhắn nó nhận được từ đêm có hôm ấy. Nó bằng bằng nó dối dằm. Nó nghĩ như đến phát thầm. 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 Nó nghĩ rằng chẳng em đang không được bình thường. Chắc là vậy nhưng mà mắc kệ đi. Khi đã yêu ai thì bắt chặt hẳn cả. Nó hiểu rằng dù em có trêu thôi thì nó vẫn sẽ không hối hận nhận lời em. Đến giờ này thì hai đứa vẫn đang trò chuyện với nhau, quên đi cả thời giờ. Chắc là giờ mọi người có thể đoán được cái kết của câu chuyện này là gì. Nó và nàng ngồi đây với trái tim, trái tim có mèo nhưng nó thật đẹp lạ. Ôm nhẹ nàng và sâu thắm trái tim, hôn khẽ lên môi và ngước mắt lên trời cao. Get it, get it. Check it out, man. You're from overseas now. You did. The Asian sensation, Chowking new member.